Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thanh Nhã, thì mình là Toàn. Thì hôm nay thì mình sẽ gửi đến mọi người một cái miền cho thật là táo bạo. Đó, thì mình mới suy nghĩ ra luôn, cái đợp luôn. Vì tội làm biến nên cũng mới có được một phần trăm như thế này. Thì nãy giờ mình kêu mấy đứa, mình hỏi ai có ăn xài không, thì mấy đứa nói ăn, nhưng mà kêu mình đi hái đi rồi ăn. Đó, thì nó ngồi chơi game hoài, chơi game miết luôn, kêu thì không nghe, ngồi bấm hoài, bấm từ sáng đến từ hồi nãy vô tới giờ luôn, bấm hoài luôn. Đó thì mình cũng hái cho nó ăn. Đây, mình mới vừa hái được trái xài của ba con Nhã, trồng ở trước nhà đó. Thì mình hái cho nó ăn, thì nhưng mà trong cái ăn này thì có một cái mèn tròn thiệt là đã mắt cho một cả nhà xem, tức không? Làm biến thì nghe nó nổi như thế này. Đây, quay về nhà xem. Đây là mì mình mới xay ra cái đọt luôn được đó, mì nha, chứ không phải là cái kia đó. Thì bây giờ mình sẽ pha một miếng nước mắm vô cho nó túi túi một tí đó. Còn miếng nữa đi, miếng này chưa đủ muối đâu đó. Đó, ok, giờ thì mình sẽ kiếm thêm một cái gì túi túi nữa mình sẽ bỏ vô. Mình sẽ thực hiện cái màn tròn này. Mọi người, cả nhà muốn biết màn tròn này như này như thế nào thì để mình ngay đặt góc quay. Mình sẽ vô hiện cái màn tròn cho cả nhà xem. Vui lắm, bảo đảm vui. Vui á. Xài không bay? Được chứ được. Chạy quậy ba. Dạ, đợi lên tàu chi vậy? Có công ty lên chạy nè. Nó mệt quá. Lại đi, chạy chi vậy? Hả, mệt quá. Để tôi để cái bay ơi. Để đi nghe dắt mình đi quay đi vô tàu. Ây da. Bà chơi ngủ nín cái bà gì uống mà sao bà nè. Luôn chứ sao. Ê, nay tao uống đâu đây, tao lo làm chuyện đó. Lúc qua mình cũng... Ồ, tao uống ăn mạng, tao pha ăn vàng tiền hơn mình phải rồi. Mẹ lẽ tao ăn hai tiền bao nhiêu. Phải rồi, ba ơi, ba uống mấy ăn tiền con luôn, ba nấu ý. Con treo máy chứ. Sao bà đang thua rồi, bà tự chế nữa. Vậy mày chưa gì chưa mày sao lại không vô chế nữa mày để đi nội công tưởng cho gì tao cho mày manh ra chứ nữa. Xài vậy rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ừ,
Tôi mới nhanh rồi. Ngâm nhanh. Máy gì vậy? Máy gì vậy? Được rồi. Gì? Có rồi, đỉnh bình hả? Đỉnh bình chạy. Gì đâu? Có vậy mà ngọt nghe mình địch nghĩa buồn như vậy. Gì anh? Dạ dạ dạ. À cắn. Ngủ mất hả? Đây đây đây. Đây. Dạ. Rồi, anh ơi. Anh ơi. Áo quá, ú ơi vậy. Đi game đi solo. Để tôi giết mày là sai. Đúng cái gì ăn vậy trời. Tôi giết mày là sai mà. Cái gì ú ơi vậy? Gì? Cái gì ú ơi vậy? Sai. Mày dính cái gì ú ơi vậy? Chết mẹ. Cái gì? Tiểu quên vừa đất tác. Tiểu quên vừa đất tác. Tiểu quên vừa đất tác. Trời ơi bão tóc mẹ. Mưa sơn. Vừa đất tác. Trời ơi vừa đất tác. Không có gì hết trời. Ôi con không có gì hết. Thiệt mẹ luôn đó. Chết mẹ rồi. Trời ơi, trời xảy nước rồi. Mày ơi. Mày quá tụi mày chưa dơ quá. Tao quên là tù. Tao để tao quên thiệt, mày không phải tại tao đâu. Trời ơi, sao vậy trời? Cái gì vậy trời, không có gì vậy trời. Má đuổi quá. Má đi vô cửa em con đi ba ơi. Rồi rửa đi ba ơi. Má chồng giả nước rồi, chồng cúp nước rồi. Rồi sao vậy anh? Cái gì? Cái miệng chiếm cướp cũng chứ sao? Cái miệng chiếm cướp cũng chứ sao? Mẹ anh. Mẹ tao muốn tao ỉ, tao quên. Tao đâu ha. Hẹn bên xài quá tao ra tao bá dơ gì vậy? Đâu phải tại tao đâu. Mấy bà này cái giờ dưới cái giày giống như mày ăn cú gì á. Mày cứ không vậy. Ê, mày không cứ không vậy. Mày tao muốn ỉa ra cái động luôn á. Không má, mày cứ không muốn. Mày nhắc tới mày cứ không muốn mắng gì vậy. Không. Tao không biết sao nữa mà nó thúi lắm. Hồi nãy tao ỉa tao nãy từ đó kể tao kể mày nghe. Cứ mà hối mùi nước mắm lắm. Hồi nãy tao ỉa đúng không? Ừ. Cái tao hẹn xài quá tao chạy ra tao quên gửi tay luôn. Mẹ, bà này vậy là mấy bên thức tao hả? Đúng là con trai của ta. Chứ gì nữa hỏi? Cái lầu quá. Cái mà cứt mũi nước mắm vậy? Thì cứt. Cứt tao á. Đó, mày bắt vô mày lúc đó vô luôn mới vậy. Cái gì? Cái gì? Cái tàu mình phải rồi đó mày. Trời tao xin lỗi đi. Sao mà đó? Mà nó đâu có dám cướp đâu. Giờ dưới vậy trời. Cướp nè. Tao ỉa chảy. Mà nó ủi húi thiệt nha. Thì chảy á. Húi mùi nước mắm. Ừ. Mà phải cướp đâu. Cướp tao ỉa chảy nè. Ỉa chảy gì vậy ba. Nó không tin mày cảm không biết coi. Húi nước mắm. Cũng không phải. Chê mùi nước mắm lắm. Nói gì là bèn cướp tao rồi. Cướp rồi hả mày? À. Nó không phải cướp. Nó không phải cướp đâu. Cái cắn luôn. Chú nước mắm lắm. Mà ơi thiệt, tôi mà đút vô ăn tưởng chết luôn á. Xạo chó, tôi đâu ăn cứt luôn á. Má cái gì mà hủi vô. Nhưng mà tôi nói mày không phải cứt đâu. Nó hủi mùi vậy lắm. Kiểu nước mắm là kiểu nước mắm là mắm tôm, mắm sình á. Má bị cứt thằng bé gì á. Bắt xu á. Ừ. Không phải cứt đâu. Mẹ em lấy cho mình ăn cứt thiệt. Lấy cho ăn thiệt xong qua. Có đâu. Tụi ơi. Mang cái gì vậy? Đưa tay ra nói chuyện chú ơi. Không, không có cướp đâu, mùi nước mắm. Cái gì vậy? Mùi này ăn cướp hoài quen lắm. Không thiệt mà. Mà tao hỏi mày cái đó là cái gì? Tao nói cướp để tao quên đưa tay. Mẹ bà đàn chỉ sống giờ dưới trời. Chỉ sống giờ dưới trời. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Mùi nước mắm. Tao không biết đâu, tao không biết đâu. Mày điên hả? Mày chắc chắn là mày không phải cướp. Nãy còn nhai gột gột luôn. Đừng có sợ, không phải cướp đâu. Nhưng mà cái cục này thì thấy không? Đâu mày đưa ra coi.
không phải cướp. Cướp tao nè. Cũng cướp tao nè. Hiền máu của dân. Cũng cướp tao nè. Hiền máu của dân. Nhưng mà không phải cướp. Không phải cướp. Cướp nào mà vậy nó cũng giống như cái bánh đậu xanh á. Không phải. Cũng sao dạ. À sao dạ. Sao dạ đúng không? Thôi. 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 Mà đẻ mà hay lẽ mấy cục cướp đúng không anh? Đẻ nhầm mấy bớp á. Không phải cục cướp. Quán chừng cho ăn cục cướp ăn đi mà. Cứ ăn cho cá hay gì? Má chết á. Tại đó không phải cướp. Không có miệng trong nhà đóng còn cục cướp cục cướp đâu lên bờ chậu. Má dạy quá, ghê quá. Má không dạy mày. Má chứ cái gì mà tao nói mày không phải cướp. Không biết ăn mới rồi. Tao biết rồi, đuối rồi. Nè mày ăn mới rồi. Ăn rồi đúng rồi. Vì mày không phải cướp. Cái mùi quen lắm, mùi nước mắm. Mình tình thôi miệng cướp của tao vậy. Má mất dạy mày. Mẹ tao thì cái đó cái gì mà không có gì vậy? Tao nói cho tao mới đi ăn đi ra. Má, tao biết đâu có chị dơ chị mất dạy vậy đâu. Cái cục này hồi nãy tao nó chưa dội hết nè, tao mới bóc lên cho mấy bay coi thử nè. Lớn rồi, bóc phép ít thôi. Cục cướp gì mà nó nhợt nhẹt vậy ba? Ừ chứ dạ, à, cái này không phải cướp, cái này cái bánh đậu xanh chắc luôn. Má mày làm gì húi gì cái chạy mà nó húi. Để bánh đậu xanh thêm mì trên tao không? Không. Chứ cái đó cái gì? Tao nói cướp tụi mày không má, tao nói không phải cướp. Cướp tụi mày không phải màu màu vậy. Ngày tao ỉa tao nhìn tao cũng biết cũng có kẻ sao đó. Em cướp nó sàn sùi nó còn màu nữa. Em hãy ỉa ba lần á. Cướp là vàng tươi, cái này vàng với bánh đậu xanh gì mà đâu phải cướp. Cướp nhìn thấy gớm lắm. Nó phải một chiếc bánh xôi giò đó. Không, cũng cướp nhìn thấy gớm chứ phải như... Má tao sợ mà đi không biết chắc chắn không mới cướp tụi nhé. Sợ nó đem ba đồ ăn dơ cho mình ăn. Ăn nó ngộ độc phẩm chết. Má trời ngu dữ thần đi trời. Quý khủng gì vậy? Dạy. Nhưng mà chắc chắn mày không phải cứt yên tâm đi. Ở sân thì sống như vậy được. Rồi bộ dục đi ba trời ơi, nó bởi thiệt rồi. Cái này là thú hình hả? Dạ thú hình hả? Không, cái này là tao chắc chắn là bánh đậu xanh. Ba đi. Cái này bánh đậu xanh chắc luôn. Bánh đậu xanh để gì vậy? Quá à. Bánh đậu xanh chứ phải cứt. Chắc chắn mày là vậy. Má thú thiệt. Chắc chắn mày là cứt rồi. Má chừng mày yên tâm đi. Chừng cứt là chơi nữa không chạy. Chơi là thì chỉ cho ăn đồ là dơ đó. Nhưng mà chắc chắn quay không phải là cướp. Quay đừng có sợ. Đi còi ba đừng nói cướp nữa. Hay là bán cướp mà nói luôn bây giờ. Bắt đầu xanh xôi giò hoặc là xôi dị gì đó. Chứ mới cướp đâu người ta. Chứ cướp là dọn rồi má. Cái mày dọn mấy bay ba cướp mày đi. Tao chắc chắn mày không phải là cướp. Tụi bay yên tâm. Nha. Không phải cướp đâu. Ủa cháy dép nhầm lúc chứ cho ba. Tao quay lại cho mày bằng chứng. Thằng Danh mới ăn cứt của tao ở cả nhà. Đừng có. Mẹ mày quay gì? Tao quay làm chứng mày mới ăn cứt tao. Không phải cứt. Cái này không phải cứt đâu. Cái này không phải cứt. Chắc chắn không phải cứt. Thử coi. Nè quét cái mũi thử coi. Không phải cứt. Cái này bánh đậu xanh. Mà hôi lắm. Nhưng mà tao nói tao là cứt của tao. Nè. Nè thúi mày. Không phải cứt mà là xịt đó. Xịt. Không phải. Quay này quay trên mạng. Tao bảo luôn là thôi. Cái này không phải là cứt. Chắc chắn là không phải cứt. Mẹ ăn xịt tao á. Bánh đậu xanh nó trộn mắm hay gì á. Ừ, đừng có để, đừng hồi nãy mày ăn xịt tao đúng không Danh? Mày ăn xịt tao đúng không? Không phải là cướp. Nói chuyện cho đàng hoàng lớn mà nói chuyện nhàng hoàng không phải là cướp đúng không? Vậy, nó cướp gì? Cướp một mẹ tỉa ba lần. Má quay gì vậy? Tao quay với mày quê chơi. Quê chơi. Quê chơi. Vậy? Không gì quê chứ. Không gì quê. Không phải cướp đâu. Ok, thì... Má này... Cái màn chọn của mình cũng đã xong rồi đó. Má, cho tụi nó ăn cướp. Cho tụi nó ăn xịt của mình. Má tao thầm tao chọn mấy nạn cướp chui gì cho tao ăn cướp lại vậy. Không. Mày tao nói cái gì? Xịt. Xịt ba chứ xịt. Xịt đó, cái đó nói là xịt thiệt mà. Cái gì? Ok, mình cũng xin kết thúc video đây. Cái gì video này hay. Cũng làm ra cái kênh để hộ mình. Mọi người có ý tưởng nào hay hay cho mình đi. Mình sẽ làm một kênh cho mấy đứa này. Nhưng mà chào mấy người cũng là cái gì? Gì? Cái này là cái gì? Nó nói xịt thiệt á. Má chứ xịt. Không, cái đó giỡn á, cái đó là xịt. Má nó đàng hoàng nghe chữ mới chết đó. Lớn mà không chịu mất dạy nha. Dính còn dính cái găng xịt tầng. Mà tao mấy cái này cái gì? Cái này cái bánh mì. Cái gì? Mì. Mì hả? Mì tao xay ra nãy giờ á. Không, tao nói mày không phải là cứt mà tao mới cãi đâu hoài. Mày cãi nó cứt ba. Má trộn húi vậy. Ê, vậy mày đi ói chi vậy? Má húi vậy. Tự tao cứt thiệt. Ơ, liêu.